hôm nay chú Phúc có qua bên gặp vợ chồng của chú Phúc với lại cô Phụng đó, thì sẵn tiện là qua bên đây thăm hai mẹ con của em Dung với lại em bé đây nè, mọi người thấy. Tại là cháu nó vừa mới ngủ dậy xong đó, nên là còn bực bội trong người đó. Thường thường là giờ này là ngủ dậy đó hả? Ngủ lúc 11 giờ. Hình như là cháu nó bị đau riết, nó bị còi đúng không Dung? Nó bị còi phải không? Giống như là suy dinh dưỡng rồi, xong rồi nó cứ nó không có lên cân. Mấy tháng rồi? 6 tháng. Hồi bữa 20 tây này là được 6 tháng tròn. Bao nhiêu ký? 4 ký. 6 tháng uống cửa là bị còi rồi đó. Dạ. Cái này phải bổ sung sữa sùng rồi các thứ chứ. Có để em, mà bác sĩ chỉ định đem cái sữa ở dưới đó. Colab Baby sao? Mắc tiền không? Dạ, một hộp nó 800 gram, mình qua 400 gram. 6 tháng mà 4 ký rưỡi là suy dinh dưỡng rồi đó. Chứ nếu mà đúng ra là mấy bạn khác là phải trên, chắc phải trên 10 ký hả Dung? Nếu mà sao cũng chắc khoảng là 6 ký đổ lên nè. 6 ký đến 10 ký thì bự quá rồi. Tầm khoảng 6 ký, 6 ký rưỡi. Hôm bữa anh đăng lên đó thì có nhiều bình luận nói là sao không có làm giấy khai sinh mà đặt họ mẹ luôn. Không phải, tại vì hộ khẩu của em á, hộ khẩu của em bên nhà chị của em. Em tách hộ khẩu ở dưới quê lên bên chồng luôn. Dạ rồi, chồng em tại ở bên Bình Tân. Tại vì nhà bên đó là nói chung là cũng em cũng ngại đó, chung mẹ thì cho. Mẹ thì cho nhưng mà dù sao cũng ba cũng nó cũng ngại. Thì cũng có gì rồi đó. Đâm ra em phải đợi em tách hộ khẩu. Em mới làm được. Mà có hộ khẩu gì quê là em xin làm cái Katiba. Mà nói chung cũng chưa. À, nước đó hả? Dạ, nước. Nhìn hả? Chú kia, chú quay phim chú ghẹo khóc hả? À, chú không có khóc đúng không? Rồi anh đăng lên như vậy thì dạ. Em ý là có ảnh hưởng gì nhiều? Dạ không rồi. Anh sống em giờ chủ yếu là nó thôi, đâu còn nữa ảnh hưởng gì không anh? Em sợ. Dạ không. Em còn gửi cho mấy chị đồ này, ta chưa thấy á. Dạ. Em cũng gửi cho mấy chị đồ coi này. Ủa? Hôm bữa là mẹ nói là gọi là dễ lắm á, mẹ kêu đang ngủ là gặp chú Sinh á, mà hôm nay sao mà dạ đói. Đói hả? Dạ. À, đói cọc không có bơm sữa vô mà không bơm sữa vô. Đó. Em làm cái này có ai phụ em không? Ý là chăm sóc cho cháu, có mấy chị nào phụ cho em không? Dạ không, chăm nó thì ra số một phòng, còn em chăm. Có một anh á, ảnh theo dõi thì anh nói là thấy việc mà chăm sóc cho con bệnh như vậy nè. Rồi câu chuyện của hai mẹ con đó thì anh mới nói là một ngày gần nhất á thì cho cái địa chỉ anh vô anh gặp hai mẹ con, thì em mới nói là cái này là chuyện riêng tư của Dung với lại là Dung với lại là Dung á là bây giờ con bệnh tập trung vô con nhiều chứ chuyện tình cảm trai gái thì cái này em không có biết. Thì anh nói thì ví dụ nếu mà Dung có đồng ý thì anh sẽ bước tiếp vậy đó. Mà nhiều anh lắm nha, nhưng mà cái anh này anh nói thật tình. Chứ bây giờ con bệnh thì mình đang tập trung vô con. Dạ, mình nói trước thì nói trước con được. Giờ con bệnh con hoạn nữa mà cái suy nghĩ tới chuyện tình cảm của mình nó mệt. Đúng thật sự, người phụ nữ đôi khi con bệnh
sĩ hả cũng muốn cần có bờ vai dựa chứ, buồn vui này nọ lắm, nhưng mà nghĩ tới con mình bước đi bước nổi mà nó chưa có ra được gì hết thì mỏi anh hả, sao mà còn miệng đời nó nói nó mệt lắm anh. Tuy rằng hả mình không có gì hết nhưng mà cái miệng đời mà mình đâu có bịt miệng ra được đâu. Nó nói trời con cái nhỏ này bệnh hoạn rồi mà nó còn nữa trai gái này nọ. Bởi ở cái lần trước anh mới nói là ở trên kênh GoFood mà đăng lên mà phụ nữ với lại là con gái rồi đó là mấy ông mà ông vô nhiều lắm, thì mình cũng không có kiểu mà mình cũng không biết từ chối như thế nào thì có làm sao mình nói vậy. Nếu mà Dung thì Dung cũng nói thì ví dụ như bây giờ nó có cái duyên thôi, chứ còn bây giờ thời gian chủ yếu tập trung vô cho em bé. Chứ con mình vậy hả anh, có thời gian đâu mà tập trung cho mình nữa. Tụi bé em lấy cái tay giống nào xuống lần đi. Ủa cái đèn là mở chỗ nào ra Dung? Đây là mẹ cho như là bữa nay hầm hôm bữa nha. Dạ. Trả con mày trả đó. Đỡ. Đó vậy đó hả? Dạ. Đỡ lại không có bú sữa mẹ hả? Dạ không, tại vì cái lúc mà ở trong bệnh viện á, nằm ở trong bệnh viện thì hả nó có lấy được sữa mẹ, con đi vô nó không cho gửi nữa, với lại con này nó bệnh nè, nên bác sĩ nói là không có gửi được. Rồi bị mất sữa luôn. Dạ. Mà với lại em nghĩ hả cũng đâu mình đâu có em có ăn uống này nọ thì cũng thứ thiếu số mà nó bệnh thôi. Vô gần 2 tháng mới được gặp nó anh. Mẹ cho mẹ cho. Giờ nãy giờ em làm dưới nè, em nấu nước đồ để cho nó nằm đây nó la, chưa ăn kịp lại. Vậy là cũng kiểu mà quậy lắm đó nha, chứ không phải hiền đâu mà nha. Không ẩm đó, em không ẩm đó, thì nó khóc cứ kiểu nó kêu em thì em ẩm liền, giỡn thì thôi. Có khi nào như vậy không? Cọc như vậy không? Không. Có bữa nay cọc quá ha. Tại vì em bỏ nó khóc nãy giờ, nó khóc anh kia bên nhà anh nói trời sao em bỏ nó khóc hoài vậy, em đang làm chuyện. Ừ, anh biết con, mẹ mẫm con liền nha. Cái ngủ dậy nó dậy không thấy em. Còn nửa ca nữa gán chút xíu à. Em bơm ngưng chút xíu, em bơm lại nữa, không có bơm là một lần mà sợ nó bị sặc á. Ôi tức hả? Ủa cái gối in hình nha, in hình của nó dạ. Nhìn hướng này anh của mẹ thương lắm anh ơi, bữa mình in á. Còn cái nè hai mẹ con nè. Hai mẹ con xong rồi cái kia là của nó. Ủa in là mình in ở đâu? Dạ ở trên mạng đặt á, em đặt 50.000 cái nó in luôn cho mình. Mình nó sẵn nó dạ đúng rồi, mình gửi cho gửi cái hình cho họ cái thôi. Dạ đúng rồi, cái gói với lại cái bao gói luôn nè, lúc qua ba tháng à. Phải chú sợ quá à. Lạ không biết lạ. Ba đâu rồi hả? Ba đâu rồi? Trời em muốn gửi, em muốn cho em muốn gửi cái đó về nhà cho bà chị vợ nó với lại cho ổng ghê luôn. Mà bà chị về chị bé chị Lan thì nó không xào xáo mà xào xáo. Em muốn gửi cho xem lắm luôn cho biết được ấy hả. Nói chung là cho gia đình anh biết được chút một chút. Em nói vậy là hơn em, nói chung là em không xuống tới dưới mất công. Họ ở là quận 3 hả? Dạ đúng rồi, ở Kỳ Đồng Kim Định. Không? Trường hợp của hai mẹ con đó thì GoFood cũng có chia sẻ cách đây ít hôm đó. Nếu mà ai mà lần đầu xem có thể là xem lại. Trường hợp của mẹ đơn thân nè, nuôi con bệnh. Hôm qua em gửi cho ba mẹ to xong ba mẹ đi không. Mẹ khóc. Thấy không? Bà mẹ nói hả? Sao để cho họ coi chứ? Nói chung là ba mẹ cũng muốn coi, nói chung là ba mẹ mừng á.
nói chung là hai mẹ con về dưới quê á, về thì dưới quê nói chung là nương tựa nhà ông bà sống được, nhưng mà có cái là đi lên đi xuống á, tiền bạc ở dưới này nọ khó lắm. Ví dụ con cháu nó không bệnh thì dễ ha, gửi ở dưới rồi ông bà ngoại mình trên đây mình làm cũng được. Nói chung là ở dưới quê thì đủ ăn đủ sống, nói chung là ở dưới này không có vất vả như là hai mẹ con ở dưới nhà thì không có vất vả. Mà cháu nó bệnh ha, dạ, khi đi lên, cấp cứu đi lên xuống xe cộ. Với lại cháu này đó là hiện tại là đang trong người mang trong người một vài cái bệnh, có những lúc là cháu phải đi cấp cứu gấp nên là phải vô trong nhi đồng liền. Mỗi khi mà cháu nó có những cái triệu chứng, cái triệu chứng mà sợ nhất á, là cháu nó bị tím tái. Cái công việc trước kia của em là làm MC. Dạ. Rồi con còn công việc gì nữa không? Dạ không, em làm đa số làm bên đó. Bao nhiêu năm rồi? Em làm đó cũng được 3 năm mấy. 3 năm. Dạ. Nói chung là trước là em vô đó em làm hóa lý. Dạ, xong xuôi. Phòng trà. Dạ đúng rồi. Nói chung là mới đầu vô, bố đưa vô, gửi cho em vô là làm, em xin là phục vụ. Là phục vụ mà chúng mà làm á, thì người ta thương anh, thì người ta đưa em lên làm quản lý. Là quản lý xong xuôi cái giống như vừa là hợp với công việc. Dạ đúng rồi, vừa là quản lý rồi xong rồi vừa là không có cái nhân viên á, MC mới vô cái nói chung mà làm thì nói chung mấy người mà người ta giữ á, vô MC vô này nọ cái nghĩ hết trơn. Mà cái mình làm biết mình quen mình. Dạ, đúng, biết em tính cách quen. Của khách. Dạ đúng rồi. Rồi xong xuôi cái mấy vừa làm quản lý vừa là MC vô. Khi mình gọn hai công việc không nổi. Mình nói chung là phải là quản lý quán mà. Mình coi nói chung là hát với nhau nó có đạo này nọ đó. Thì đâm ra quản lý mấy người đó đưa vô bàn mệt lắm rồi không nổi. Xong hai chết không nổi nha. Dạ, tự dưng xuống một công việc luôn là làm MC. Là anh dẫn chương trình luôn. Thì khi dịch á, từ lúc mà dịch mới nghỉ luôn á. Nhưng mà giờ nếu mà đi làm lại thì làm bình thường đúng không? Dạ được. Tại vì bây giờ muốn em bé kẹt nhỏ này thôi. Chứ em đi làm thì xin quán thì mình chạy xô quán được. Tại vì mỗi một quán mình chạy một đêm á, thì một tuần mình chia ra chỗ này chỗ kia. Chứ nó không có chết một quán. Còn, cái tiền lương ổn định không em? Dạ tiền lương thì nói chung là mình đi làm thì nó ổn định. Giống như một ngày mình làm 300 ngàn vậy đó. Là 8 giờ tối tới 12 giờ. 300 ngàn là một quán thôi. Còn dạ, nếu mà rồi. Mình nói chung có mà thời gian nữa là dạ mình đi làm thêm hay này nọ thì nó được. Thời gian qua chạy qua mấy cái quán khác thì dạ, nhưng mà đa số là ban đêm không anh? Tại vì thường mình ta mở ban đêm mà. Mình chạy chỉ có một đêm đó rồi xong đi về. Thì hết giờ rồi, khuya rồi. Là thời gian đi làm là coi như là mấy chị đây không gặp mặt em luôn á. Đi làm về nhà, đi làm về nhà cắm đầu không có đi làm vậy thôi. Xong rồi dịch rồi này nọ rồi đủ thứ rồi xong rồi cho bạn mượn tiền này nọ rồi xong rồi không trả này nọ rồi dịch nữa. Rồi cũng như mình biết là mình mượn giùm ta đó. Rồi xong rồi gọn hết nỗi đổ bung cả trăm mấy á. Rồi xong rồi trả từ từ. Anh thấy em á là tại vì đang chăm sóc cho em bé thôi, chứ anh thấy qua cái cách nói của em, cái biểu hiện của em, với lại là thấy em ở ngoài cuộc sống ở ngoài đó, là em kiểu là em biết bươn chải, biết không có sợ, gọi là không có sợ đói á, em đi đâu cũng chụp giật bươn cái này cái kia. Thì nói chung là hai mẹ con đang tính dự định là giống như là con bé này nó bệnh là không đi làm gì được hết. Rồi xong rồi em đợi ông anh ông cho chiếc xe nè. Ông cho chiếc xe đẩy là nói chung làm công việc gì mình làm ra tiền bây giờ hiện tại mình làm. Thì đợi ông anh ông cho xe đẩy kia nó có cái đầu chụp. Cái nói cho có đầu chụp trên đầu á. Tại anh là con bán em, ông để em gửi cho em hai mẹ con lấy số đi bán vòng thành đa đây chữ anh em mình họ đưa là tao mua rồi. Vậy nè. Chứ bây giờ anh nghĩ đâu có làm gì được đâu. Bây giờ làm cái nghề nào cũng được hết á, chủ yếu mình kiếm tiền. Em không ngại. Không có gì đâu ngại. Em không có ngại thì em cũng nói với chị với anh hết rồi. Em nói chuyện này em đi bán gì nhớ mua cho em là được. Rồi, khi ngại, nào dự định? Khi nào dự định? Em đang đợi ông anh con bác em ông gửi chiếc xe xuống. Chiếc xe. Dạ cái xe đẩy này nè. Có cái dạ, đúng cái mùng. Dạ đúng rồi, cái mùng này để cho nó đừng có nắng anh. Đó là hai mẹ con đi. Đi là buổi sáng, buổi sáng tầm khoảng 7 8 giờ gì đó là 6 giờ mình đi. Đi đỡ tầm 9 giờ về thôi. Khu vực Honda này thôi. Dạ đúng rồi, nhìn nhau khu vực. À,
nói chung là tại em quen biết mấy anh ngoài xã hội á, rồi chị bạn quán cà phê này nọ cũng nhiều lắm. Đúng rồi, vậy dạ, công việc của em biết nhiều người buổi, em biết nhiều lắm. Buổi tối khu vực này quán ăn cà phê dạ rồi. Đúng rồi, nó nhiều lắm, thì buổi tối đi ban ngày, buổi sáng buổi chiều lấy về xong đi dần. Ví dụ như một ngày mình bán 100 tờ thì cũng được 100 mấy, dạ, cũng rồi, đỡ 120, em hỏi bạn em rồi, sữa rồi cũng được. Nói chung mà để dạ nóng heo đó là nó như là 120, giả sử làm được thì 120 đó là em không có định vô được gì hết. Đó là công việc, đó là công việc tạm thời để mà có thu nhập nha. Tại vì hôm bữa là tính đi rồi mà chưa chuẩn bị nữa thì hả, mấy chị nói mày đi chưa, nói dạ mai em đi, thì chưa đi nửa đêm nó hôm sách chèo gì chừng nào không có xe đó chưa biết. Dạ em, tại vì anh ông nói là có gì để anh gửi, là em cũng dự định mua nhưng mình thấy anh cho rồi hết cũng đỡ tiền, cái xe nên... đó cũng 1,000,000 đó, không rẻ đâu. Dạ đúng rồi, thì em cứ suy nghĩ phân vân, mình lên mạng em coi thì nói chung mua cũ lại cũng có mấy trăm, cũng nó cũng có cũng 500 đô lại đúng không. Dạ đúng rồi, nó cũng có. Dạ đúng rồi, nhưng mà hả, mình đợi em đợi ông anh này mà anh nói để về bữa vậy. Còn vốn vé số cái đó đâu có nhiêu tiền đâu anh, nói chung là em tại vì em có bạn em chú quê thì nói chung giờ nó cũng đi bán vậy đó, cái xong em mới hỏi là nhiêu thì em hỏi hết rồi, nó nói là nếu mà mình lấy tiền mặt á 100 tờ là mình triệu. À, chưa đó triệu. Dạ đúng rồi. Ồ, em không biết 10,000 tờ đó, nói chung là 10,000 tờ bán cho người ta ra thì đúng rồi, mình bán người ta 10,000 tờ nhưng mà lấy 100 tờ là nhiêu ta, tờ 9 đồng mấy cho anh à, rồi xong xuôi rồi mình lấy tiền mặt thì nó rẻ hơn là mình lời được nhiều. Còn mà mình thiếu á thì chiều lại mình thanh toán á thì nó lợi ít chút xíu, được 100,000 gì đó. Ý là cái vốn em đã có chưa? Dạ có rồi, tiền hôm bữa mấy anh chị gửi cho em, em còn em mua bữa đó em gửi ra thẻ với lại tiền này kia cho cũng được khoảng 6,000,000 mấy. Giờ công tố còn 6,000,000 mấy. Dạ đúng rồi. Là tính cái tiền hôm bữa anh gửi em đó hả? Dạ tính luôn hết luôn á, tại ở bệnh viện về là trong bệnh viện mấy chị trong bệnh viện cho cũng được 1,2,3 vậy. Rồi xong về buổi tối đó nữa rồi mấy anh ở ngoài lô kêu điện ra cũng cho được 1,000,000 mấy. Rồi anh đưa cho bên 4 triệu nữa. Thế bây giờ đợi cái xe là mình đi bán liền. Dạ đúng rồi. Với lại con nó đỡ ổn hơn chút xíu là tại mới xuất viện về á. Cũng chưa. Chứ có chiếc xe thì nó nằm nó đẩy cũng như chứ thường cũng chiều đi chơi, đi dạo. Dạ đúng rồi, tại thường chiều là em lấy chiếc xe này ra, em đẩy đi công viên tầm 4 giờ 5 giờ, em đẩy tới gần 6 giờ mới chịu vô. Đó đi vòng chơi vậy đó. Rồi sáng thì cũng đi phơi nắng. Rồi đẩy đi vòng đó. Cái bán ví dụ như anh góp ý ví dụ như là khoảng 70% là em đẩy xe đi. Dạ đúng rồi. Còn 30% em tìm một cái góc nào đó. Em tìm một cái góc nào đó mà cái góc đó là để cho người ta biết em là bán ở ngay cái giờ đó, ngay cái góc đó đó. Đó. Ví dụ người ta có chạy ngang người ta mua ngay cái góc đó, ngay đó. Ví dụ như anh thấy ngay chỗ ngay cái bãi xe chỗ ngã ba cũng ngon. À, chỗ cái bên của ông anh ông ngồi bán gà nè. Ừ, cảm giác này nó mát. Ngay cái góc như vậy. Ở kế hình như trong hẻm nhà của cô có cái ông kia ông ngồi cái đó ông đi gì đó. Mà anh nghĩ theo cái rồi là cái gian buôn bán là anh thấy em cũng nói chung là có khách đó. Nói chung là em cũng đã từng làm rồi, em cũng từng mở quán rồi, năm 2015 em cũng mở quán rồi. Là em mở quán cà phê. Là ở dưới quận 10 á, ngay chỗ của ngay cái bồn nước á anh. Bồn nước ngôi cho tự á. Nói chung là quán cũng nhỏ. Em mở nước em bán cũng được lắm, đa số hồi cái thời điểm mà ráp nó mới ra chạy xe đó. Cái đây 5 năm rồi. Dạ, xong rồi nó cho những cái logo quá hả, ráp đồ dù đồ này nọ để mình dán lên giống cái điểm dừng chân á. Thì cái mặt bằng em mướn có 4,000,000 tháng thôi. À, 4,000,000 tháng nên tại nó gốc cái nhà nhỏ thôi, rồi xong rồi em mới lên công ty ráp á. Em xin cái mấy cái logo cái điểm đó dù bán nè. Cho mấy ông ráp. Dạ đúng rồi, dù nè rồi mấy cái logo em dán sạch lẹt lẹt quá mà. Nói chung quán em vô đồng giá có 12,000 là nhìn vô là coi như là vô ráp không, mấy anh ráp không mà. Lý bán do được lắm. Sao không? Cái ông gì đó, ông gì đặt cái nền nó không cho lấn chiếm lòng đường đó. Đúng rồi, tại vì phía dưới cái nhà trong nhà thì nó bắt được có khoảng 2 bàn 3 bàn thôi, chủ yếu là đường hành lang trước. Rồi ngay đập đó là cái mấy dạ, sang luôn, rồi sau đó sang luôn. Lúc đó sang có 10 mấy triệu à, 15-16 triệu gì á. Em còn nhớ. Chứ là bán được ha. Được đúng anh, mặt bằng 4 triệu một tháng mà một ngày em thâu vô cỡ triệu mấy mà. Nói chung là hồi trước á, khi mà lớn lên thì thời điểm đó, thì lúc này đi nhỏ thì hơi chật, nhỏ thì đi làm hơi chật chật chút xíu, nhưng mà lớn rồi có gia đình rồi á thì nói chung là nó không có nổi, không có nổi khổ. Rồi bắt đầu hả, hai vợ chồng em thôi á,
thôi lúc đầu hả thì đi ra một mình bươn chải, bươn chải thì cũng sống được cũng này nọ, thì nó luôn không nọ không không có đến nỗi tới bây giờ nhiều tiền nhiều tiền đó là không nổi như bây giờ. Nói chung là thầy trước là sướng bao nhiêu thì bây giờ nó rớt xuống bấy nhiêu luôn á, không nói được kia mà. Dạ, đúng mà được có một cái là anh thấy em cái việc mà giao tiếp của em ở ngoài xã hội với lại mấy anh chị, mấy người bạn của em ở ngoài xã hội thì họ đùm bọc cho em thì nó cũng đỡ được cái phần đó. Chứ nếu mà đối với những người khác á mà khi mà làm ăn được hay là như thế nào mà cái kiểu mà ở ngoài mà cái mối quan hệ không được như ở ngoài đó thì khi mà lúc mà mình khó khăn là chết luôn đó. Dạ, nói chung là em không nói giống như mình, hoặc em không nói là em hay gì hết, mà nói chung là trong cuộc sống này nọ thì em không chơi được những người mà bạn ngang tuổi tầm tuổi em lớn hơn không? Dạ đúng rồi, tại vì những cái người lớn hơn em họ thương em hay này nọ, nhưng mà mấy bạn mà ngang tuổi em là mấy bạn lại không thích. Giống anh vậy đó, anh toàn là quen với người lớn không? Dạ đúng rồi, mấy người ngang ngang mình nó kiểu như là người này vô khi giới trợ sử vô một cái quán đi, mà tại sao người ta em không làm gì người ta lại thích chơi với em? Tuy rằng mình không có gì luôn á, tại đi chơi ta về bình thường người ta không có gửi tiền cho mình cũng được đó, người ta lại thích chơi mình, mà trong khi đó mình đứng lên sân khấu á là người ta không thích. Mấy người kia người ta thích thôi để con bé xuống chơi với con bé được rồi đó, vậy đó. Mà em chẳng biết sao mà ngang ngủ tay em chơi được. Anh vậy anh từ trước tới giờ anh cũng gọi là ít ví dụ như anh là bạn, là anh bạn anh là chỉ có bạn những cái bạn học thôi, anh còn giữ mối quan hệ thôi, còn mà kiểu như bạn mà ở ngoài như bằng tuổi anh cũng ít. Chú quay gì cả? Chú ơi, nghe con nè. Mâm mâm. Mẹ con ăn miệng nha. Như thế này nha Dung. Thì hồi nãy em có nói là dự định á là sẽ đi bán vé số, lấy cái khoản tiền đó để đóng tiền nhà trọ với lại là các thứ cho con của em, chứ mà ở không như vậy là không có được đó. Thì như thế này, anh xin phép anh thay mặt cho hai mạnh thường quân anh gửi cho em coi như là cái khoản tiền này á là để em làm vốn nha, em làm vốn. Thì khi nào mà em bán á thì em gọi điện cho anh. Dạ, nha, để anh tới đây. Dạ. Đây là cái khoản tiền mà không phải là để mà bắt buộc em là làm vốn. Ví dụ như con của em cần vô trong bệnh viện thì em dạ sử dụng cái khoản tiền này nha. Dạ, chứ không phải là anh cho thì nó cũng còn nguyên trong đó vậy đó. Chứ không phải là anh bắt buộc em là để nói chung làm là vốn. Bạn em nó đi nó lấy giùm. Bạn nó lấy giùm mà nó đưa ra cho em bao nhiêu đó, khi em cần bao nhiêu nhiêu á thì bạn em nó lấy bán cho mình, đưa tiền lại cho nó. Hiểu rồi. Nè, cái này á là thứ nhất á, là của ông bà Thì Liên ở quận 5 á là gửi cho em là 4 triệu đồng. Thứ hai là của cô Mạc Thanh Vân ở Cali Mỹ là 1 triệu, thì tổng cộng là 5 triệu đồng ha. Thì 5 triệu đồng này anh nghĩ là làm cái vốn với số thì nó tương đối nó cũng rộng rãi rồi ha. Này anh gửi cho em. Tại anh cũng không có dự định là anh sẽ gặp em ngày hôm nay đâu, tại vì hôm nay là sẵn tiện đi qua thăm trường hợp ở bên bãi xe bên kia đó, rồi thấy em anh chạy qua đây luôn, và sẵn nghe em nói việc mà đi bán vé số đó thì anh thay mặt mình trước Mạnh Thường Quân thì em gửi cho em nha. Nè. Hai mẹ con em cũng cảm ơn cô chú, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho hai mẹ con em có những cái khả năng để sinh hoạt với lại bệnh hoạn của nó, thương lắm luôn, nhiều cái mừng không biết nói gì luôn á. Chứ bình thường nhiều cái bình thường nói nhiều lắm, mà nhiều cái hả mình vui anh mừng hả không biết nói làm sao, những cái nó giống bị đứng lại vậy á, nghẹn nghẹn vậy. Cái chiếc xe đó là tại vì anh bây giờ nói bất chợt như vậy chứ mà những cái trường hợp hay là anh đi á là người ta cho nhiều lắm, mà bây giờ tự nhiên nói cái anh quên, để anh về anh suy nghĩ lại coi hôm bữa là ai cho mấy chiếc xe cho em bé nè, hay là có mấy cái mới đó anh để anh coi lại. Nếu mà giờ bà nói để 1-2 tháng nữa là em trong kia, chị trong kia cũng nói là tại vì con chị cũng còn đi á, cứ nói gán đi mà thôi, mà nói chiếc xe này đi thì được rồi nè, đẩy thì được, nhưng mà nó nắng ở trên cái đầu á đi cũng được.
nói chung ví dụ như mình muốn có cái thu nhập thì mình tranh thủ đi. Dạ. Ha, tranh thủ chứ mà đợi hiểu không? À, sẵn tiện thì cô Phước xin phép được chia sẻ về cái bệnh tình của con của Dung. Thì cháu được bác sĩ ở bên Nhi Đồng họ kết luận á là ở trên đầu của cháu là bị xuất huyết não vùng mầm. Xuất huyết não vùng mầm. À, thứ hai nữa là ở cái phần cổ của cháu ở trong phần thanh quản á, là nó bị kiểu mà nó bị hở cái gì đó, nói chung là nếu mà không có phẫu thuật á, thì nó ảnh hưởng tới cái hệ hô hấp và cũng như là cái tiếng nói của cháu là cháu có việc phát âm của cháu nó rất là khó khăn nếu mà không có phẫu thuật. Thì trước mắt Cô Phú có hỏi là cái tiền phẫu thuật bao nhiêu thì Dung cũng chưa biết, tại Dung nói là cái bệnh của con của Dung á, là bác sĩ đang theo dõi ở cái lứa tuổi từng cái giai đoạn thì họ sẽ kiểm tra khi nào đúng ngay cái thời điểm á, thì họ sẽ phẫu thuật hoặc là dùng cái phương pháp như thế nào đó. Mọi người cũng thấy là cháu đang được câu ống, tại vì nếu mà cho cháu uống sữa hay là uống nước ở cái phần miệng á, thì nó sẽ bị nghẹt hay là như thế nào ảnh hưởng tới cái hô hấp, nên là sợ, nên là Dung mới tự ở nhà câu ống nè, câu ống đi xuống dưới bao tử cho cháu đó, truyền bằng cái đường mũi, đường ống nè. Ủa Dung, anh thấy rồi như vậy rồi à. Em phải vệ sinh nó chứ Dung. Dạ đúng rồi, cái bẩn sữa nó dính rồi, bởi đâm qua bác sĩ nè. Em khi mà nó bóp đâm vô nó sẽ đau lâu quá, nó sẽ đông anh. À, kiểu gì là trước khi mình ăn mình phải bơm vô cho nó sạch. Cái này là trong vòng mà nó bị tanh. Dạ không, cái này nó dính thôi nhưng mà nó hết đường sữa rồi. Này rồi nó dính lại cái ống anh. Rồi xong rồi trong vòng mà khoảng 4 ngày hoặc 5 ngày thai một lần. Dạ đúng rồi, đi thai. Mỗi lần thai thì cháu nó khóc nhiều không? Có khi nó khóc, có khi nó không khóc. Quen rồi luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Một cái ống này là hôm bữa anh có nói là mua khoảng gần 100.000 ống hả? Dạ đúng rồi, nó đi luôn cái bộ dây và cái ống này là 90.000. Chạy nước miếng kìa. Những cái lần mà tím tái á, là mình cũng không có đoán được, giai đoạn tự động cháu nó tím tái là tím tái rồi. Dạ đúng rồi anh, tự nhiên nó ăn uống, nó ăn vô cái lần nó cũng thấy người nguyên cái mặt nó tím, cái môi nó liệm đi. Là ảnh hưởng tới cái phần này đó hả? Nó dạ đúng rồi, là nó bị trào ngược xuống phổi, nó xuống phổi kiểu như là nó nằm ở bên trong mà mình không biết. Rồi xong rồi nó gọi là có gọi là viêm phổi, nó dẫn đến siêu hấp. Giờ này đi đâu? Ở cái khu này bà con ở dưới Tà Vinh cũng nhiều quá hả? Dạ, em thấy biển số Tà Vinh đó. Nhiều lắm anh ạ, cô gì lắm. Bên nhà em cũng nhiều. Bà con này luôn hả? Trong này cũng có mấy căn. Cái cô không có bà con nữa. Nói chung là cũng biết. Cái cô hôm bữa đó không có bà con nhưng mà kiểu như biết cái khu quê mở thôi, ở dưới quê thôi. Nói chung là tại vì hồi trước đó nhà ngoại bán cà phê thì mấy cô chồng á, chồng cổ với lại cổ á, lúc mà em mấy nhỏ còn nhỏ hay xuống nhà ngoại sáng để xuống uống cà phê. Nhà ngoại em mở hủ tiếu với lại cà phê. Biết dòng họ mình hết. Dạ đúng rồi biết, thì người lớn biết, còn đúng là em á, nói chung là ở dưới nhà em á là chỉ biết em thôi, nhưng mà thật sự là không ai tiếp xúc với em á. Chỉ có em gái em và mấy anh mấy chị là biết mấy người đó nhiều, tại vì em đi làm đây lúc em mới có mười mấy tuổi, 13 tuổi làm đã đi rồi. Bởi nhiều người em đi về dưới mà đôi khi người ta không biết luôn á, chỉ biết em không mà chứ không có biết, mà nói chung là không có bạn bè này nọ ai dưới quê á. Thôi chú xin về nha, chứ để ở đây có chú xin ở đây cái khóc hoài hôm như không cho không tiếp hàng sau. Gán bổ sung dinh dưỡng vô. Dạ có, bởi cánh... mấy anh cái thao thuốc đó, cái thao nguyên cái thao thuốc là thao gia ăn dinh dưỡng rồi này nọ luôn. Sáng hôm về bật đầu về là quất gần 8 muỗng loại thuốc. 6 tháng gì á là bị suy dinh dưỡng rồi đó nha. Đừng có để bị suy dinh dưỡng nặng nha. Nó suy dinh dưỡng nặng mà trong cái giấy của nó là suy dinh dưỡng nặng. Suy dinh dưỡng là từ trong bầu thai. 6 tháng mà 4,5 kg hả? Hôm bữa nhập viện vô có 4,2 kg. Về nhà, cái này lên vậy là suy dinh dưỡng nặng rồi đó nha. Suy dinh dưỡng mà bị bệnh nữa, chắc bị bệnh rồi mới suy dinh dưỡng nè. Dạ, bệnh nó lên con nổi á.
đối với cái trường hợp của hai mẹ con này đó thì Cô Phút vẫn tiếp tục nhận tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân, đặc biệt là cho con của Dung để có những cái khoản tiền cháu nó đi viện hoặc là sắp tới là những cái chi phí để mà phẫu thuật. Còn trước mắt á, tình hình của Dung á, để mà cải thiện có được những cái chi phí thì em chọn cái phương pháp đó là bán vé số ở khu vực Thanh Đa này để có cái thu nhập. Thì sắp tới đây á, thì Dung đi bán á, thì sẽ gọi điện cho GoFood. GoFood sẽ chia sẻ cho tiếp tục cho mọi người về cái hành trình của hai mẹ con, nhất là bà con của bác ở khu vực Thanh Đa. Nếu mà có xem cái clip này, có biết hai mẹ con đó, thì sau khi hai mẹ con đi bán thì ủng hộ cho hai mẹ con để có những cái khoản tiền để mà lo cho cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Chào đi con, chào.